thì nó đã xuống rồi, nó xuống thôi. Cái này còn bếp này làm cái gì vậy? Cái này là để ngâm chân. Ai làm cho ngâm vậy? Vợ yêu của anh cho anh ngâm vậy, dễ thương lắm à. Lê Thị Kim Ngân. Rất là dễ thì sướng quá. Được ngâm nước nóng cho mực nấu, vui đã là đã. Được đắp bằng nạ nữa, cho vợ đắp bằng nạ luôn. Hôm nay được hưởng thụ cuộc đời.